trở lại với kênh của mình là Thắm Trần. Chúc các bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bài nhảy nhịp điệu cha cha cha. Các bạn yêu thích những điệu nhảy của mình, đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để kết nối với những bài nhảy mới nhất vào bộ kênh cho mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Giờ chúng mình sẽ vào phần nhạc dạo nhé. Hai tay các bạn sẽ để như thế này. Các bạn đứng bằng mũi bàn chân trái nhé và các bạn sẽ đánh hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ đánh hết nhạc đoạn này nhé. Nào, bây giờ chúng mình sẽ vào tổ hợp thứ nhất của bài. Các bạn bước sang phải 4 nhịp chân. 1, 2, 3, 4. Bây giờ các bạn bước chân phải lên và đưa hai tay. Các bạn sẽ đánh ra như thế này nhé. Lòng bàn tay úp vào nhau. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ chúng mình sẽ đi sang trái. 2, 2, 3, 4. Tương tự nhé. 5, 6, 7, 8. Mình sẽ đi lại lần thứ 2. 3, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Và lần cuối cùng. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng mình sẽ vào tổ hợp thứ hai. Các bạn bước chân phải lên nhé. 1, bước chân trái sang trái. 2, bước chân trái lên trước. 3, bước chân phải sang phải. 4, và tiếp tục nhé. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo các bạn bước chân phải lên. 1, bước chân trái lên trước, chân phải. 2, trụ lên chân trái nhé. Và bây giờ các bạn sẽ có bước chân ra lùi về. Các bạn lùi chân trái. 1 và 2, bước chân phải nào. 3 và 4, bước chân trái. 5 và 6. Bây giờ tổ hợp này các bạn sẽ đi lại lần thứ hai nhé. Các bạn bước chân phải lên tiếp. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 2, bước chân phải lên và 2 nữa bước chân trái lên. 2, trụ lên chân trái nhé. Và bây giờ tương tự các bạn sẽ có bước chân ra lùi. 2 và 2, bước chân phải nào. 3 và 4, bước chân trái nhé. 5 và 6. Từ tư thế này mình sẽ có tổ thứ 3, đấy là bước chân ra ngang sang phải. Các bạn bước chân phải sang phải nhé. 1 và 2. Bây giờ các bạn sẽ bước chân trái lên trước chân phải nào. 1, trụ lên chân phải. 2, trụ lên chân phải trái. 3, trụ lên chân trái. Và 4, chuyển trụ lên chân phải. Mình sẽ lặp lại 2 lần nhé. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ mình sẽ có bước cha cha ngang đi sang trái. 2 và 2. Tương tự các bạn nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây sẽ là tổ hợp cuối cùng. Đấy là bước đi sang, đấy là bước chân ra ngang đi sang phải và sang trái. Nào, 1 và 2. Các bạn bước chân trái lên trước chân phải và hai tay mở vuông góc nhé. 1, trụ lên chân trái. 2, chuyển trụ lên chân phải. 3, các bạn hạ tay xuống và bước chân trái ra sau nhé. 3, trụ lên chân trái. Và 4, chuyển trụ lên chân phải. Động tác này mình sẽ lặp lại 2 lần. Nào, bước chân trái lên nhé. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ mình sẽ lặp lại. Và bây giờ mình sẽ đi chân ra ngang sang trái nào. Các bạn bước chân trái sang trái nhé. 2 và 2. Các bạn bước chân phải lên trước chân trái và tay mở vuông góc. 2, các bạn trụ lên chân phải. 2 nữa chuyển trụ lên chân trái. Nhịp thứ 3, hạ tay xuống và bước chân phải ra sau. 3, trụ lên chân phải. 4, chuyển trụ lên chân trái. Và mình lặp lại lần 2 nhé. 5, 6, 7. Bây giờ sẽ là phần nhạc dạo. Các bạn sẽ nhún chân nhé. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn sẽ nhún chân đến hết phần nhạc dạo nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ vào tổ hợp thứ nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 và tổ hợp thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 và 2 3 và 4 5 và 6. Lặp lại lần thứ hai nhé. 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 2 và 2 2 và 2 3 và 4 5 và 6. Bây giờ sẽ là tổ hợp thứ 3. 1 và 2 1 2 3 4 5 6 7 8 đi sang trái. 2 và 2 2 2 3 4 5 6 7 8 và tổ hợp cuối cùng. 1 và 2 1 2 3 4 5 6 7 8 đi sang trái nhé. 2 và 2 2 2 3 4 5 6 7 8